coi cái YouTube này anh không có coi có em rủ của anh mà nó em rủ có buồn phải coi à không ấy là hay trên YouTube người ta biết anh nghèo vậy sao em rủ anh không biết á làm gì nó biết trời ơi, gặp nhau hàng ngày biết gì nhiều khi anh em mà không biết vậy thì em ơi à ủa mà sao anh hay là ít nói vậy chưa phải nói gì đi mày à ngày đầu tiên mới gặp anh lâu quá trước trước giờ mới gặp anh đầu tiên quá có anh cũng chạy xe này luôn hay làm gì à làm tùy phải không chắc là không có chạy mà mấy cái dạng như là giao hàng phải không hả mua bán sửa sửa già à mua bán hả mua bán sửa già giống như cơm cửa à làm xây dựng á hả sơn cửa thôi à sơn cửa thôi à phụ cho anh em thôi sáng nay em ra sớm mà thấy rút sớm vậy mấy giờ ra mấy giờ sáu giờ 45 mà ra đây rồi hả à không biết hả ok ủa bên bà thầy chùa hả dạ ủa bên bà thầy chùa hả chỗ đâu mở rồi phải không em anh có phải trầm tính hơn anh ha không có sôi nổi với anh ha trầm tính hơn nhiều